Chào bạn! Bạn đang nghe audio chuyên mục sức khỏe và đời sống trên website mạng y tế vn Dipo Provera. Thuốc tiêm tránh thai Dipo Provera medroxyprogesterone acetate là thuốc tránh thai dạng tiêm. Với mỗi liều có hiệu quả ngừa thai trong vòng 3 tháng Dipo Provera là gì? Dipo Provera Medrociprogesterone là thuốc tránh thai dạng tiêm. Với mỗi liều có hiệu quả ngừa thai trong vòng 3 tháng. Depo Provera là thuốc tổng hợp tương tự progesterone, một nội tiết tố bình thường được sản xuất bởi buồng trứng trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Thuốc tác dụng như thế nào? Depo Provera giúp tránh thai bằng cách ngăn ngừa sự dụng trứng, sự phóng thích trứng từ buồng trứng. Nếu buồng trứng không phóng thích được trứng, đồng nghĩa với không có khả năng có thai. Depo Provera được đưa vào cơ thể bằng cách tiêm vào mông hay cánh tay. Liều đầu tiên nên được tiêm trong vòng 5 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt và nên được lặp lại mỗi 3 tháng. Hiệu quả như thế nào? Depo Provera có hiệu quả ngừa thai tương tự phương pháp thắt vòi tử cung và có hiệu quả hơn một. Số phương pháp khác như thuốc tránh thai, bao cao su hoặc màng ngăn âm đạo. Tuy nhiên, phương pháp này không bảo vệ được sự lây nhiễm HIV cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Hiệu quả ngừa thai lâu dài Câu trả lời là không. Depo Provera chỉ có tác dụng ngừa thai trong vòng 3 tháng. Vì vậy cần phải lặp lại liều rau mỗi 3 tháng. Sau khi ngừng sử dụng Depo Provera, chức năng phóng loạn buồng trứng sẽ phục hồi trở lại bình thường trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cần khoảng 9 đến 10 tháng sau mũi tiêm cuối cùng mới có thể mang thai trở lại. Có thể dùng thuốc trong bao lâu? không nên sử dụng Depo Provera quá 2 năm trừ khi không còn biện pháp ngừa thai nào phù hợp. Sử dụng Depo Provera có thể là nguyên nhân gây giảm dự trữ canxi tại xương. Thời gian sử dụng càng dài càng mất thêm nhiều canxi. Nồng độ canxi có thể không phục hồi trở lại hoàn toàn ngay sau khi ngưng sử dụng. Điều này có thể dẫn đến loãng xương. Tác dụng phụ Hầu hết phụ nữ sẽ có một vài thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt khi sử dụng Depo Provera bao gồm da máu bất thường, da máu thấm giọt giải rác tăng hoặc giảm lượng máu kinh hay không hành kinh. Sau một năm sử dụng, khoảng 50 phụ nữ không hành kinh. Không nên lo lắng về dấu hiệu này vì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe và chu kỳ kinh nguyệt sẽ trở lại bình thường khi ngưng sử dụng thuốc. Nếu da máu nhiều hoặc tiếp tục da máu bất thường nên gặp bác sĩ. Một số tác dụng phụ khác như tăng cân, đau đầu, căng thẳng, khó chịu ở bụng, chóng mặt hay mệt mỏi. Có thể sử dụng khi đang cho con bú không? Depo Provera có thể sử dụng an toàn đối với phụ nữ đang cho con bú. Những nghiên cứu trong thời gian dài trên những trẻ có mẹ sử dụng Depo Provera khi cho con bú cho thấy Depo Provera không có ảnh hưởng xấu lên trẻ. Trường hợp nào không nên sử dụng Depo Provera? Những trường hợp sau không nên sử dụng Depo Provera: có bệnh gan, tiền sử bị huyết khối, viêm tĩnh mạch hay đột quỵ da máu bất thường không rõ nguyên nhân ung thư vú hay cơ quan sinh sản đã biết hay nghi ngờ có thai dị ứng với thành phần của thuốc dipo provera nội dung bài viết đến đây là kết thúc hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo chúc bạn luôn mạnh khỏe